chào quý vị, tôi là Thủy Tiên và quý vị đang xem chương trình Câu chuyện kinh doanh phát sóng thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Điền Quân Group thực hiện. Sau đây sẽ là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh 95% doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng tốc sản xuất các đơn hàng cuối năm. Vinh danh 24 lãnh đạo và tổ chức xuất sắc trong việc chuyển hóa kinh doanh thông qua chương trình Hội nghị Việt Nam Excellence 2021. Cơ hội phát triển ngành fast food và mô hình dưỡng quyền trong trạng thái bình thường mới. Theo thông tin của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 1 tháng 11, có đến 95% doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trở lại. Hơn thế, nhiều doanh nghiệp phải bố trí làm việc 3K để kịp trả nợ đơn hàng trong những tháng còn lại của năm. Theo thống kê, tổng số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đăng ký hoạt động trở lại là 1.342 trên 1.412 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 95%. Tỷ lệ lao động quay lại làm việc đạt 70%. Đại đa số doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất để trả các đơn hàng cũ. Một số đã có kế hoạch cho đơn hàng mới. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp vừa tái lập hoạt động sản xuất đã phải sắp xếp tăng ca, thậm chí làm 3 ca là do đơn hàng quá gấp trong khi lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng. Cụ thể, công ty cổ phần may Sài Gòn 3 cho biết, các đơn hàng cũ liên tục hối thúc đẩy nhanh tiến độ giao hàng ngay khi thành phố vừa nới lỏng giãn cách. Vì vậy, công ty phải tổ chức tăng ca từ đầu tháng 10. Đến nay đã giao hàng triệu sản phẩm trả nợ cho khách hàng ở Nhật, Mỹ, giờ đang bắt tay sản xuất cho đơn hàng mùa đông. Hay công ty liên doanh bột quốc tế Intermix chia sẻ rằng, trong thời gian giãn cách xã hội, công ty vừa thiếu nguyên liệu, vừa không đủ nhân lực nên liên tục bị cháy hàng. Đơn hàng gửi về tới tấp nhưng không thể đáp ứng. Đến nay, dù thành phố đã nới lỏng giãn cách, nguyên liệu đã nhập về đầy kho nhưng tình trạng thiếu hàng vẫn chưa được cải thiện. Doanh nghiệp dự kiến ít nhất một tháng nữa mới có thể hoàn tất các đơn hàng đang nợ. Tương tự, một số doanh nghiệp sản xuất mì gói, miến, phở cũng đang đau đầu vì dù chạy hết công suất, vẫn chưa đủ sản lượng các mặt hàng chủ lực. Các chuyên gia cho rằng, một trong những mối bận tâm lớn của doanh nghiệp hiện nay là vấn đề kiểm soát, xử lý khi xuất hiện F0 trong công ty, đặc biệt là khu vực sản xuất. Vì vậy, cần phải có cách tiếp cận mới đối với dịch và giải pháp bù đắp lượng công nhân thiếu hụt trong trường hợp diễn biến dịch trong công ty phức tạp để đảm bảo duy trì, ổn định sản xuất. Việc gia tăng tối đa năng suất lao động trong bối cảnh sản xuất mới cùng mục tiêu kép vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất khiến số lượng người tăng đột biến tại công ty trong thời gian qua. Vì vậy, việc sử dụng các trang thiết bị điện, nhiệt cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do đó, đây là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay. Là một trong những đơn vị có diện tích và số lượng lớn công nhân, công ty bao bì A Hủi Awabes đóng tại khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, sử dụng những nguyên liệu dùng để sản xuất bao bì và túi nhựa nên tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ. Chính vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được lãnh đạo công ty quan tâm đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, đơn vị đang triển khai phương châm 3 tại chỗ, làm tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Để mà làm được điều đó thì ban lãnh đạo mới đề xuất ra nơi ăn và nơi ở, nơi ăn riêng, nơi ở riêng và đồng thời nêu cao tinh thần ý thức của công nhân luôn luôn đề cao cảnh giác. Ngoài cái vấn đề mà cái phòng chống Covid, phòng cháy chữa cháy là luôn luôn thực hiện. Đối với phân xưởng em á, trước khi vào làm việc hoặc là khi kết thúc công việc thì khi rời khỏi xưởng là tụi em sẽ ý thức là tự tắt đèn, một trong những công ty kinh doanh mặt hàng có điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại tất cả cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, ga thuộc công ty đều trang bị các dụng cụ chữa cháy chuyên dụng và bố trí tại các nơi thuận tiện. Do cán bộ công nhân viên tập trung đông tại các nhà kho, cửa hàng tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, ban lãnh đạo công ty đã thành lập nhiều tổ kiểm tra, đồng thời triển khai các quy định nghiêm ngặt xử lý phòng ngừa sai phạm về cháy nổ. Cái thứ nhất là đối với các cái hệ thống điện
phải lắp đặt gọn gàng và không câu mắc bừa bãi, gây quá tải, chia hơi, dẫn đến sự cố cháy nổ. Thứ hai là phải bố trí sắp xếp lối đi, lối thoát nạn, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy. Phải tiếp tục cái công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy cháy để kịp thời khắc phục các cái hỏng hóc, các cái sơ hở để đưa vào thường trực, đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong cái mùa dịch năm 2021. Vậy nên, để công tác phòng cháy nổ thực hiện có hiệu quả, ngoài công tác kiểm tra hướng dẫn của các cơ quan chức năng, các chuyên gia khuyến cáo các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, tránh tình trạng lơ là, mất cảnh giác, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Chuyển sang một thông tin khác. Cuối tuần qua, Hội nghị Việt Nam xuất sắc Việt Nam Excellence 2021 với chủ đề Ngược gió vươn cao đã chính thức diễn ra. Chương trình do Alphabet tổ chức nhằm tìm kiếm, vinh danh các lãnh đạo và tổ chức đã có những thành tựu xuất sắc trong việc chuyển hóa kinh doanh thông qua phát triển con người và môi trường làm việc. Qua đó sẽ lan tỏa rộng rãi và truyền cảm hứng thay đổi cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Tại chương trình 24 điển hình xuất sắc trong hai hạng mục lớn là HR Excellence, nhân sự xuất sắc 2021 và Leadership Excellence, lãnh đạo xuất sắc 2021 đã được vinh danh sau 3 vòng chọn lọc chặt chẽ từ thẩm định hồ sơ, khảo sát nhân viên và đánh giá từ ban cố vấn. Cụ thể, đối với giải thưởng nhân sự xuất sắc nhằm tôn vinh những chiến lược và thực hành xuất sắc trong quản trị nhân sự, bao gồm 7 hạng mục: gắn kết nhân viên, thu hút nhân tài, văn hóa doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nhân viên, an sinh tại môi trường làm việc, đa dạng và hòa hợp, ứng dụng công nghệ và đột phá nhân sự. Còn đối với hạng mục lãnh đạo xuất sắc năm 2021 đã vinh danh các nhà lãnh đạo như bà Vu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Hàng Tiêu dùng Bình Tiên, BITIS, ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn AstraZeneca Việt Nam, hay ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện khả năng nổi trội trong việc truyền cảm hứng, thu hút nhân tài và có nhiều hoạt động đột phá thông qua việc sử dụng các giải pháp cấp tiến, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh tốt đẹp cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Tất cả chúng ta ở đây sẽ đều coi những khó khăn trước mắt như cơ hội để thực hành tư duy nghịch lý. Chúng ta sẽ nhận thức thêm về các nghịch lý lương tiền để không còn bị quá phụ thuộc vào việc phải có nhiều tiền để tạo động lực. Chúng ta sẽ áp dụng thêm các nguyên tắc hành động nghịch lý để từng bước giải quyết các thách thức của doanh nghiệp mình, mà đồng thời cũng chăm lo tốt hơn cho nhân viên, hỗ trợ đối tác và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, chương trình còn chia sẻ những kiến thức hữu ích về chiến lược kinh doanh từ đại diện các doanh nghiệp như phương pháp thăng tiến tự động tại Thế giới Di động, vaccine gắn kết nhân viên thời khó của Lazada Việt Nam, Sanofi Việt Nam và Schneider Electric, mở tư duy, dám thử nghiệm theo cách của BITIS hay 6 nguyên tắc hành động nghịch lý. Có thể nói trong suốt 10 tháng vừa qua, từ nhân viên đến nhà lãnh đạo và doanh nghiệp đã không ngừng kiên cường vượt bão, linh hoạt và mạnh dạn áp dụng những chiến lược kinh doanh mới, qua đó thể hiện rõ khả năng lãnh đạo tài ba để dẫn dắt đội ngũ, đồng thời tìm ra những thành tố xuất sắc trong doanh nghiệp của mình để cùng nhau đồng hành trong thời gian tới. Mới đây, hai dự án hỗ trợ người khuyết tật thuộc Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quang, Bà Rịa Vũng Tàu đã giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CIC 2021 do Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, IEC tổ chức. Chương trình đã tạo một môi trường trải nghiệm thực tế cho học sinh và sinh viên, đồng thời góp phần thúc đẩy tư duy, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. CIC 2021 là cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh và sinh viên được tổ chức thường niên. Cuộc thi nằm trong chuỗi hệ thống các chương trình khởi nghiệp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ chiến lược đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố sáng tạo, tương tác cao Thủ Đức trong tương lai. CIC 2021 nhằm để lan tỏa và truyền cảm hứng về tư duy khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng và kiến thức, tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho các bạn học sinh, sinh viên. Năm nay, giải thưởng đã thu hút 320 dự án với 1.000 thí sinh tham dự trực tiếp từ 174 trường đại học, cao đẳng, trung học trên toàn quốc, tiếp cận hơn 700.000 học sinh, sinh viên.
Các thí sinh phải trải qua 4 vòng thi trong 7 tháng, tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu cùng sự hỗ trợ của các nhà cố vấn. Top 10 ý tưởng xuất sắc nhất của mỗi bảng thi được chọn tranh giải quán quân tại buổi chung kết CIC 2021. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất ở bảng sinh viên cho dự án thiết bị hỗ trợ xe lăn AutoMove, thiết bị chuyển đổi xe lăn thành xe lăn điện do nhóm sinh viên trường Đại học Lạc Hồng sáng chế. Ở bảng phổ thông, giải nhất được trao cho dự án thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị do hai học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, Bà Rịa, Vũng Tàu phát triển. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho mỗi bảng. Sau cuộc thi, ban tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án tiềm năng gọi vốn đầu tư, tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp của ITP và các đối tác quốc tế. Kính thưa quý vị, cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả các doanh nghiệp. Trong đó thì ngành F&B cũng không nằm ngoài những khó khăn chung. Tuy nhiên thì ngành F&B nói chung và các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu nói riêng đã tự cứu mình bởi quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ offline sang online. Để có cái nhìn rõ hơn về ngành này, đặc biệt là về thị trường nhượng quyền thương hiệu thức ăn nhanh sau thời gian dài chịu tác động của bệnh dịch, thì mời quý khán giả sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Xin chào quý vị khán giả, khi nhắc đến thức ăn nhanh thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến gà rán đúng không ạ? Và đây cũng là một món ăn mà ưa chuộng của nhiều đứa tuổi. Và hiện tại thì với những sự thay đổi của thị hiếu, của phong cách tiêu dùng hay là có xuất hiện ngày càng nhiều những thương hiệu trong và ngoài nước, đòi hỏi là sự cạnh tranh rất mạnh mẽ và các doanh nghiệp cần phải thay đổi và sáng tạo những khẩu vị riêng để có thể là chinh phục được những khách hàng khác nhau. Và hiện tại thì ông Nhi đang có mặt tại một cửa hàng gà rán thuộc chuỗi hệ thống Chicken Plus. Và tại đây thì cũng có rất là nhiều điều đặc biệt để giúp cho quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn về những sự phát triển và định hướng trong tương lai của doanh nghiệp này. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân Hồng Nhi đi vào trong nha. Quý khán giả ơi, hiện tại thì trên bàn đây là một bàn ăn rất là hấp dẫn. Tại Chicken Plus thì tất cả các khách hàng chúng ta đến đây thì cũng có thể là lấy những món ăn kèm tùy theo ý thích của mình. Và bên cạnh đó còn có những món ăn kèm khác như là đu đủ nè, hay là kim chi. Và đặc biệt là không thể thiếu một dĩa gà rán đầy hấp dẫn như thế này đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Hồng Nhi sẽ thưởng thức món gà rán của Chicken Plus để xem là cái vị như thế nào nha. Quý khán giả cũng nghe được cái tiếng giòn tan của gà đúng không ạ? Khi mà mình chấm chung với nước sốt á, thì cái vị rất là vừa ăn. Và đó là lý do vì sao mà Chicken Plus luôn là thương hiệu được các khách hàng yêu thích. Bởi vì là gà ở đây rất là ngon, vừa ăn mà nhìn cũng hấp dẫn nữa. Đặc biệt là chúng ta không thể thiếu những món ăn kèm mà mình có thể lấy thỏa thích quý vị ơi. Chicken Plus là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, với điểm thu hút chính là các món gà có vỏ ngoài giòn tan, được tẩm ướp với công thức độc quyền và chế biến bằng công nghệ hiện đại, giữ được hương vị đặc trưng và riêng biệt. Tại đây, chất lượng món ăn là yếu tố tiên quyết, được chú trọng khi các nguyên liệu như nước sốt, bột chiên, gia vị tẩm ướp đều được nghiên cứu và phát triển bởi những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm tại Hàn Quốc. Để tạo nên sự khác biệt, Chicken Plus liên tục cho ra mắt các loại sốt lạ vị như sốt ngũ vị, sốt kem hành và sốt phô mai cay. Đặc biệt, thực khách đến đây sẽ được thỏa thích sáng tạo các món ăn theo sở thích bởi quầy live hoàn toàn miễn phí. Điều này sẽ giúp thực khách tăng khẩu vị khi sử dụng món ăn. Em cũng thường ăn ở đây lắm. Trước dịch thì em hay lại đây em ăn tại quán, nhưng mà hiện tại bây giờ thì dịch rồi nên em hay lại đây mua mang về. Em thích ăn nhất là món gà chiên ngũ vị. Cái đó nó mặn mặn, em thích ăn cái hương vị đó. Với lại giá cả cũng phải chăng nữa. Em thấy vừa túi tiền với sinh viên như tụi em. Quý khán giả thân mến, theo như Hồng Nhi được biết thì chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì Chicken Plus có gần 30 cửa hàng nhượng quyền thương hiệu. Và điều đặc biệt là giá nhượng quyền thương hiệu ở đây là không đồng. Thì ngay bây giờ Hồng Nhi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chị Ngô Thị Mỹ Nga, trưởng phòng kinh doanh của Chicken Plus, để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về chính sách đặc biệt này quý vị nhé. Xin
chào chị Nga. Hồng Nhi có giới thiệu với quý khán giả là về chính sách không đồng chuyển nhượng thương hiệu rất là đặc biệt của Chicken Plus. Thì Hồng Nhi xin mời chị Nga chia sẻ với Hồng Nhi cũng như là quý khán giả về chính sách này nha. Được rồi, xin mời Hồng Nhi qua đây. Dạ. Chị Nga ơi, theo như Hồng Nhi được biết thì chính sách không đồng là một chính sách rất là đặc biệt tại Chicken Plus. Vậy thì chính sách này cụ thể như thế nào hả chị? Khi mà khách hàng muốn tham gia một cái mô hình nhượng quyền nào đó thì đa số phần lớn khách hàng phải đóng phí chuyển nhượng thương hiệu. Chúng tôi thì suy nghĩ tại sao công ty lại thu phí nhượng quyền như vậy? Vì khách hàng hợp tác với công ty là đối tác của nhau, hai bên cùng nhau hợp tác cùng phát triển. Thay vì lấy phí khách hàng như vậy thì chúng tôi muốn dùng cái chi phí đó để khách hàng vận hành một cửa hàng tốt nhất, làm nhiều chương trình marketing để thu hút được khách hàng, tăng số lượng khách hàng tại cửa hàng. Thời điểm hiện tại thì chính sách nhượng quyền của Chicken Plus là 3 không. Thứ nhất là không thu phí nhượng quyền, không thu phí về lợi nhuận doanh thu và không thu phí đào tạo. Hồng Nhi thấy là chính sách này có thể là giúp cho các khách hàng giảm bớt áp lực về những cái chi phí khác khi mà họ bắt đầu muốn kinh doanh. Vậy thì hiệu quả của việc mà thực hiện chính sách nhượng quyền thương hiệu không đồng nó như thế nào ạ? Ngoài chính sách nhượng quyền 3 không thì hiện tại Chicken Plus có một cái ưu đãi dành cho đối tác nhượng quyền, đó là cái chính sách ưu đãi gói 99 triệu. Đó là tiền thiết bị và marketing. Khi mà mở cửa hàng thì khách hàng sẽ được đào tạo từ 3 đến 4 ngày tất cả các quy trình, đối tác nhượng quyền có thể vận hành cửa hàng một cách tốt nhất. Ngoài ra thì có thể hưởng cái truyền thông marketing sẵn có của thương hiệu Chicken Plus với quy trình vận hành đơn giản, dễ dàng và có thể đem lại lợi nhuận ổn định. Như chúng ta thấy là đây là một thương hiệu mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Vậy thì chắc chắn là tương lai sẽ có rất là nhiều những dự án hoặc là những định hướng phát triển của Chicken Plus đến các khách hàng của mình đúng không ạ? Hiện tại thì các cửa hàng của Chicken Plus trải dài các khu vực miền Trung, miền Nam, miền Tây. Dự định của chúng tôi là sẽ phát triển ra thị trường các khu vực miền Bắc. Mục tiêu sắp tới là sẽ phủ sóng hệ thống cửa hàng Chicken Plus trên toàn quốc. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Nhi chia sẻ là có gần 30 cửa hàng nhượng quyền thương hiệu. Vậy thì các đối tác của Chicken Plus là những ai ạ? Thường các đối tác của Chicken Plus thì những các bạn trẻ, những các bạn thích về startup và những cái anh chị là muốn thử sức mình trong cái lĩnh vực F&B. Và có những cái khách hàng là thường ăn già và cảm nhận món ăn ở thương hiệu này ngon, rẻ, hợp túi tiền thì họ có thể là mở Chicken Plus. Có khách hàng thì tận dụng những cái mặt bằng nhà, họ có thể là cùng gia đình để mở một cái thương hiệu Chicken Plus nhỏ, dễ vận hành. Qua đây chúng ta cũng thấy rằng là Chicken Plus luôn hỗ trợ và có rất là nhiều những chính sách khác nhau đồng hành cùng với các đối tác để mà các đối tác của mình có thể là kinh doanh tốt hơn với thương hiệu Chicken Plus này. Thì một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều đã có những chia sẻ trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Chicken Plus còn hỗ trợ đối tác trong việc truyền thông, marketing và tư vấn thiết kế không gian cửa hàng, góp phần tạo điều kiện hỗ trợ tối ưu giúp cho các đối tác nhượng quyền nâng cao khả năng tăng doanh thu trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh vẫn còn khó lường. Giá cả nó cung cấp, công ty cung cấp thì hàng giá tốt, cái sản phẩm mình làm ra mình cũng vừa túi tiền khách, làm ra thì bán nó rất là ổn định. Đa số khách hàng đều rất là hài lòng về món ăn rất là ngon, cái giá cả hợp lý và nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo. Hiện tại chúng tôi đã mở được 2 chi nhánh, một cái ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và một cái ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Ngoài ra 2 chi nhánh đang trong quá trình xây dựng là một cái ở Nguyễn Tri Phương, quận 10 và một cái ở Sa Đéc Đồng Tháp. Nói về cái lợi ích khi tham gia Chicken Plus là không tốn phí nhượng quyền, không tốn phí đào tạo và cái phần trăm của doanh thu. Ngoài ra mình được hỗ trợ thêm cái gói là 99 triệu bao gồm trang thiết bị và marketing. Còn được các bạn tư vấn thiết kế không gian hoàn toàn miễn phí nữa. Quý vị khán giả thân mến, với sự phát triển đầy mạnh mẽ cũng như là nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của ngành thức ăn nhanh như hiện nay thì mô hình chuyển nhượng thương hiệu cũng chính là một trong những giải pháp để có thể mở rộng quy mô kinh doanh, hạn chế những rủi ro và chi phí thấp nhất. Và song song đó thì chất lượng của sản phẩm cũng chính là một trong những yếu tố để cấu thành sự phát triển bền vững cho thị trường này. Tuy nhiên thì với các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu thật kỹ về thị trường cũng như là thương hiệu chuyển nhượng để tránh những rủi ro đáng tiếc, cũng đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp như hiện nay. Và chúng tôi hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phóng sự tiếp theo. Kính thưa quý vị,
vị, hy vọng rằng qua phóng sự vừa rồi của chương trình Câu chuyện kinh doanh, những ai đang có ý định kinh doanh mô hình dưỡng quyền thương hiệu sẽ có thêm những kiến thức hữu ích cho quá trình khởi nghiệp của mình. Và thời lượng chương trình đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào fanpage hoặc YouTube của Câu chuyện kinh doanh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.